Xin chào tất cả các bạn. Trong video này, Học Pixel mỗi ngày sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta tạo biểu đồ phễu trong Google Sheet. Thì đầu tiên để các bạn tiện theo dõi thì mình sẽ có ví dụ như sau. Thì ví dụ ở đây đó là mình có một cái file tổng hợp liên quan việc là mình sẽ thể hiện về cái việc là tổng số về trạng thái về tuyển dụng. Ví dụ như tổng số CV, CV đạt, số lượng về phỏng vấn hoặc là offer và số lượng mà tuyển dụng. Đó. Thì bây giờ là đó là chúng ta sẽ tạo cái biểu đồ phễu. Như cái kết quả minh họa ở đây chẳng hạn nó sẽ hiển thị đó trên biểu đồ như này. Thì như các bạn biết thì hiện tại thì trên Google Sheet thì chưa hỗ trợ mình tính năng để chúng ta tạo trực tiếp về cái biểu đồ phễu. Thì cách thức mình triển khai ở đây thì mình sẽ thực hiện như sau. Thì ví dụ như các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái thông tin file thực hành này. Ví dụ đây chẳng hạn mình sẽ nhân bản ở đây. Đó. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành về việc là thao tác. Như các bạn thấy đó là việc là chúng ta xử lý thì sẽ có như sau. Đầu tiên đó là việc là chúng ta nhìn ở trong cái phần về chèn đấy, liên quan việc là chúng ta muốn thêm biểu đồ thì chúng ta sẽ thấy là sẽ đến cái mục là biểu đồ đó, hoặc là các bạn vào insert rồi sẽ có phần về chạc ấy. Đó thì như các bạn theo dõi đây chẳng hạn thì trong phần về biểu đồ này thì nó sẽ không có cái việc là không có cái thiết lập nó cái phần về cái biểu đồ phễu đây. Thế thì chúng ta sẽ dựa vào cái phần đấy. Cái khâu ở đây đó là việc là cái biểu đồ cột này. Đó, cột ngang đây để chúng ta sẽ xử lý. Tuy nhiên thì trước khi mà chúng ta xử lý cái biểu đồ cột ngang này để đưa nó về cái dạng phễu ấy thì mình sẽ cần thao tác là như sau. Cái bước ở đây thì mình sẽ thêm một cái bước nữa. Đó liên quan đến khâu về việc là cái cột số lượng này này. Thì mình sẽ làm như sau. Đó, mình sẽ chèn thêm một cột nữa. Ở đây chẳng hạn. Đó, để các bạn thấy để sau ấy nó thành ra được việc là kết quả chúng ta ấy. Nó cân đối về cái phần về cái phễu như này, cân đối hai bên về cái việc là số lượng quá vòng. Đó thì các bạn thấy ở đây chẳng hạn mình điền ô trống đi. Đó thì mình sẽ có cái công thức ở đây ấy. Mình sẽ tạo thêm cái phần về thanh ở trên phần này như sau. Mình sẽ dùng ở đây là bằng này, max của chúng ta sẽ chọn cái giá trị lớn nhất ở trong cái vùng giá trị này. Đó, F4 lại để cố định này. Max. Sau đó thì chúng ta sẽ trừ đi giá trị tại cái ô hiện tại. Sau đó thì chúng ta sẽ chia cho 2 nhá, để chúng ta sẽ lấy ra cái phần về giá trị, ví dụ ô trống hoặc các phần về thông tin đây. Được chưa? Đó là cái phần về thứ nhất. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta chèn thêm một cái cột này nữa rồi thì chúng ta sẽ tiến hành về thao tác. Chúng ta sẽ tạo là như sau. Và các bạn lưu ý khi mà chúng ta tạo cái khâu chỗ này ấy, về phần về thông tin thì các bạn sẽ sắp xếp theo chiều từ lớn đến nhỏ nhá, để xíu nó sẽ thành cái phễu từ lớn đến nhỏ đấy, cái phần về thông tin. Thì mình sẽ là như sau. Mình sẽ chọn cái vùng sau khi mà có thêm phần trống đây. Đó, mình sẽ sau khi đã bôi đen vùng thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ vào cái phần về chèn. Trong phần về chèn này thì mình sẽ chọn đến cái khâu đây là biểu đồ. Đó, trong biểu đồ đấy thì nó có thể nó gợi ý ở đây chẳng hạn biểu đồ dạng cột hoặc biểu đồ dạng đề xuất đây không chẳng hạn. Thì các bạn đây có thể là kéo xuống tích chọn đây chẳng hạn biểu đồ này, mình tích chọn các kiểu biểu đồ khác chẳng hạn, mình sẽ trong cái khâu này mình kéo xuống. Cột đấy mình chọn với việc là thanh về xếp chồng này, tức là cột ngang chồng nhau ấy, mình sẽ đến cái khâu đây có ký hiệu ở đây chẳng hạn biểu đồ thanh xếp chồng này, mình sẽ chọn đó. Thì các bạn đấy thì nó đang đưa về cái dạng giống mà dạng phễu mà chúng ta yêu cầu rồi đấy. Được, bây giờ thì chúng ta chỉ format thêm một chút nữa thôi. Thế cái cách tiếp theo đó là chúng ta sẽ format, chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Cái việc là chúng ta sẽ thấy ở đây nhá, chúng ta sẽ thấy là đó là cái việc là thể hiện về cái khâu về việc là số lượng này này, thì nó đang thể hiện về cái khâu đang thể hiện ở màu đỏ rồi. Tuy nhiên cái phần về màu xanh ấy, tức là cái phần về giá trị trống này, để chúng ta sẽ cân đối cho nó về hình phễu ấy, bây giờ chúng ta không cần nó thể hiện nữa. Thì chúng ta sẽ chỉnh thao tác để format thì mình sẽ như này. Ở đây mình sẽ tích vào luôn, ví dụ chẳng hạn cái phần về cái khâu về màu xanh này, hoặc là các bạn có thể vào trong phần về tùy chỉnh được khi mà mình chọn về biểu đồ ấy. Các bạn chọn về biểu đồ này. Đó, mình sẽ tích vào chỉnh sửa biểu đồ. Thì trong phần về bên cạnh việc là cái khâu về thiết lập thông tin đây rồi thì mình sẽ có một cái mục nữa, đó là chúng ta sẽ sang phần về tùy chỉnh để chúng ta format, đúng không? Thì ở trong cái phần về tùy chỉnh này chúng ta sẽ chọn đến phần về chuỗi hoặc là serial cũng được, tùy các bạn chọn. Thì nó sẽ có cái khâu về hiện tại đây, nó áp dụng mọi chuỗi, tức là chuỗi đây nó bao gồm cả việc là cái số lượng trống và số lượng. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái phần về trống trước đi. Các bạn có thể vào đây tích trả trống như này, đó là một cách để chúng ta sẽ chỉnh. Hoặc là nhanh thì các bạn có thể kích đúp luôn chuột trái vào cái phần về cái trống ở đấy, cái màu xanh này, thì nó sẽ hiện đến cái phần ở đây là trống được. Tùy các bạn có thể lựa chọn. Thế khâu ở đây á, thì sau khi mà chúng ta thấy thì nó xuất hiện đến phần chuỗi, cái khâu màu đây rồi.
thì mình sẽ chỉnh cái màu tô, thay vì cái khâu cho màu xanh này chúng ta thấy một nửa còn lại này chúng ta không muốn nó thể hiện, thì mình sẽ dùng đây ạ. Mình sẽ chọn đây, đó là việc là chọn cho màu trắng, tại vì cái màu nền chúng ta đang để màu trắng mà đó, thì chúng ta chọn màu trắng thì nó coi như nó sẽ không hiển thị nữa ở đây khâu về thông tin cho chúng ta, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ format thêm một chút nữa, tức là cái khâu này chúng ta sẽ thấy là đây là số lượng, cái legend liên quan phần về cái chú thích này nó không cần thiết. Thì các bạn có thể đến cái phần về chú giải này, hoặc là cách mà nhanh thì các bạn có thể kích đúp chuột trái vào cái việc là trong cái phần về trường thông tin về chống và số lượng như này, thì nó hiển thị cái phần về chú giải ở đây chẳng hạn, hoặc cái chỗ này thì mình không cần chú giải nữa, không cần chống với cả số lượng, thì mình sẽ tích chọn đây chẳng hạn là không đó. Tiếp theo mình sẽ format thêm một chút này, đó là cái khâu về trạng thái này thì mình đều nắm được rồi, cái chữ trạng thái mình có thể bỏ đi, thì là trạng thái bản chất này nó đang ở trong phần về trục tung, các bạn có thể kích trực tiếp đến cái phần trong phần tùy chỉnh để mình các bạn chọn đến trục tung cũng được, hoặc là cái khâu ở đây mình có thể là tích trực tiếp vào cái khâu ở đây đó, vị trí đây chẳng hạn, chữ trạng thái mình có thể tích chuột trái để chẳng hạn nó sẽ gợi ý luôn trong cái phần tùy chỉnh đây, ví dụ chỗ này mình không cần chữ trạng thái mình sẽ bỏ đi đó cái không gian để cái phần biểu đồ. Tiếp theo đó là mình sẽ cần cái khâu đấy, mình có thể format thêm một chút này, mình kéo ngang này, mình cần là thể hiện về việc là cái số lượng đúng không ạ? Thế thì cái khâu về việc là số lượng ấy, thì cái khâu phần về số lượng thì mình sẽ tích vào ở đây chẳng hạn, đó cái khâu về số lượng đây mình tích vào cái khâu biểu cái phần về màu đỏ bôi đỏ như này, hoặc là các bạn có thể là trong phần về chủ, phần chuỗi ấy. Chuỗi thì các bạn sẽ chọn đến cái phần về số lượng thay vì việc là chống ở đây ấy. Vừa là các bạn trước đó các bạn chọn phần chống rồi thì khâu này các bạn chọn về số lượng, rồi mình sẽ chỉnh cái khâu về việc là hiện tại đang là để màu đỏ, các bạn có thể là tùy chỉnh nhé, cái màu các bạn muốn là không muốn màu đỏ chẳng hạn, các bạn muốn màu xanh chẳng hạn, các bạn có thể chỉnh màu xanh, hoặc là màu tùy chỉnh các bạn, thì nó sẽ trong khâu ở đây chúng ta sẽ chọn về cái phần màu tô đây chẳng hạn đúng không? Đó tiếp theo đó là việc là chúng ta muốn là thể hiện về cái việc là cái dữ liệu ấy ở trong phần này, tức là thể hiện về việc là số lượng là bao nhiêu đúng không? Thì mình sẽ có cái phần về các cái nhãn dữ liệu này, đó mình sẽ tích vào đây là tích vào các cái nhãn dữ liệu thì nó sẽ hiển thị về dữ liệu, và trong khâu này mình có thể là chỉnh chỉnh về việc là cái vị trí này, hoặc là cái việc là cái phông chữ hoặc cỡ chữ như nào, thì ví dụ chẳng hạn là vị trí thì các bạn chọn đến thay vì việc là đang tự động đây chẳng hạn đang góc phía bên phải mình cho vào giữa thì mình sẽ tích ở đây chẳng hạn là giữa đó, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta ở giữa. Ngoài ra các bạn có thể chỉnh về việc là cái phông chữ khác đó, thì các bạn có thể hoàn toàn các bạn có thể chỉnh. Còn ở cái phần về tiêu đề này thì nó sẽ là tiêu đề về việc là các bạn có thể vào cái việc là cái tiêu đề chụp và biểu đồ đây chẳng hạn đó, thì cái khâu ở đây thì các bạn có thể viết đây chẳng hạn văn văn bản tiêu đề đây chẳng hạn, các bạn có thể sửa sửa thông tin đây chẳng hạn thay vì việc là chống và số lượng, hoặc các bạn có thể kích đúp trực tiếp đây nó cũng hiển thị thôi, thì ví dụ chẳng hạn là các bạn để đề cập đây chẳng hạn là trạng thái tuyển dụng đó, sau đó thì mình có thể format về cái phần về các cái phần về phông chữ, rồi mình căn chỉnh này, rồi mình căn lề đó, thì các bạn thấy đó là mình đã giới thiệu với các bạn cái cách để chúng ta sẽ tạo cái biểu đồ phễu ở trên cái Google Sheet. Thì tổng kết lại thì cái nội dung chúng ta tạo cái khâu này ấy, thì chúng ta sẽ gồm một vài bước như sau. Đầu tiên ấy, đó là chúng ta sẽ cần là tạo thêm một cái cột trống, cột trống để lát nữa chúng ta sẽ vẽ biểu đồ về việc là cái cột cột ngang xếp chồng nhau đó, các bạn sẽ dùng cái phần về cái cột trống này, thì cột trống này nó sẽ dùng bằng cái công thức đó là hàm max để nó sẽ lấy cái giá trị lớn nhất, sau đó thì chúng ta sẽ trừ đi giá trị ở cái phần số lượng ô hiện tại, sau đó chia cho hai đúng không? Bước thứ hai sau khi mà đã tạo ra được cái cột trống này thì mình sẽ chọn về cái khâu về biểu đồ cái dữ liệu thông tin, rồi mình sẽ chọn tiếp đến cái khâu phần về chèn, mình sẽ đến phần về biểu đồ rồi mình sẽ chỉnh về cái biểu đồ, lại biểu đồ đó là mình sẽ chọn đến kéo xuống dưới mình sẽ chọn đến cái kiểu là cái kiểu thanh thanh xếp chồng nhau, sau đó thì mình sẽ tiến hành về việc là format. Format chỗ này thì mình sẽ bỏ đi cái phần về cái dữ liệu trống ấy, mình sẽ thay vì việc nó đang để màu xanh thì chẳng hạn mình có thể là thay chuyển nó sang cái màu màu tô cho nó sát nó cùng với màu của màu nền, thì lúc đấy thì nó sẽ cái khâu này nó sẽ trống. Sau đó thì các bạn có thể là format thêm liên quan việc là điều chỉnh liên quan phần về số liệu sau đó thì format thêm về các cái chú giải cũng như là tùy chỉnh thêm về các trục tung và trục khoanh đó, thì các bạn lưu ý thì đó là cái cách và một vài cái lưu ý khi mà chúng ta tạo về cái biểu đồ phễu trong Google Sheet.
Như vậy là học Excel mỗi ngày đã chia sẻ với các bạn cách để chúng ta tạo cái biểu đồ phễu trên Google Sheet, để các bạn tiện có thể thực hành thì mình có để cái đường link của tải file trên phần mô tả của video. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.